Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long ở địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm nay thì tôi muốn gửi đến các bạn chiếc xe Fortuner. Đây là phiên bản máy dầu số sàn lắp ráp trong nước. Và như các bạn đang quan sát thì cái màu sắc trước mắt chúng ta cũng là một cái màu lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu Fortuner này. Đó chính là cái màu đồng ánh kim với ký hiệu mã màu là 4V8. Và như các bạn đang nhìn ấy, thì cái màu 4V8 này cũng đã từng được áp dụng trên một số cái mẫu xe trước đây. Điển hình đó chính là cái Toyota Innova này, đứng ngay bên cạnh. Ngoài ra thì còn có Toyota Land Rover cũng đã sử dụng cái mẫu mã màu 4V8 này trước đây, trước Fortuner. Và ở cái phiên bản Fortuner 2019 lắp ráp CKD trong nước này ấy, thì Toyota Việt Nam cũng đã quyết định áp dụng cái mẫu màu 4V8 này trên chiếc xe của mình, do có rất nhiều cái yêu cầu đến từ khách hàng. Trước đây thì Fortuner sẽ chỉ phần lớn xuất hiện là màu trắng, màu bạc, màu đen. Gần đây nhất thì có thêm cái màu nâu cà phê, nhưng mà cũng không được khách hàng đón nhận. Trong khi đó thì nhu cầu về cái màu đồng ánh kim này lại rất lớn. Và đây chính là cái xe lắp ráp của chúng ta. Về giá bán thì hiện tại cái mẫu xe này nó có nâng cấp thêm một chút về cái đầu DVD và camera lùi, do đó nên cái giá bán nó sẽ cao hơn một chút so với phiên bản nhập khẩu. Hiện tại mẫu xe này đang được niêm yết là 1.033.000.000 trên toàn quốc. Và chương trình giảm giá khuyến mại thì nó loanh quanh khoảng tầm 40 triệu ở thời điểm hiện tại. Đây, vẫn giữ nguyên những mẫu thiết kế y hệt trước đây, không có gì thay đổi cả. Và cũng có rất nhiều khách hàng thắc mắc hỏi tôi là cái xe nhập khẩu thì chắc chắn là cái chất lượng nó sẽ tốt hơn cái xe lắp ráp trong nước. Và nhiều khách hàng tỏ ra nghi ngại khi mà lựa chọn cái mẫu Fortuner lắp ráp này. Thì hôm nay tôi cũng xin khẳng định luôn, đấy là có một số các chi tiết mà chúng ta sẽ có sự khác biệt thôi. Thứ nhất là cái việc sơn thì chắc chắn là các bạn sẽ sơn tại Việt Nam rồi. Tuy nhiên thì cái công nghệ dây chuyền sơn của Toyota Việt Nam bây giờ nó đã gần như hoàn thiện 100% so với Indo, và kém một chút đỉnh so với Thái Lan thôi. Nên cái mã màu sơn các thứ thật sự là rất chuẩn như này. Đó là về sơn. Còn tất cả các chi tiết khác thì hầu hết trên mẫu xe này đều nhập khẩu hết. Ba cái quan trọng nhất đó chính là động cơ, hộp số và khung gầm, chúng ta vẫn nhập toàn bộ. Đây là các bạn yên tâm là về chất lượng xe lắp ráp và xe nhập khẩu ấy thì nó không chênh nhau bao nhiêu đâu. Hôm nay tiện đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta phân biệt cái xe nhập khẩu, xe lắp ráp dựa vào số khung. Và một cái quan trọng hơn đó chính là cái phân biệt đời xe dựa vào số khung. Đấy, thì như cái mẫu xe này nhá các bạn, có hai cái để chúng ta có thể phân biệt được. Nhưng mà tôi chỉ hướng dẫn các bạn phân biệt về số khung thôi, tại vì số khung là chính xác nhất và theo quy chuẩn quốc tế. Thì với cái xe Fortuner này, số khung á, nó sẽ nằm tại cái vị trí hốc bánh sau bên phụ. Ở đây chính là vị trí số khung rồi. Đây chính là số khung của xe. Đấy, thì các bạn lưu ý này là số khung nhá, bắt đầu bằng chữ cái R, như các bạn đã quan sát thì chắc chắn 100% là xe lắp ráp trong nước. Còn trường hợp nếu mà bắt đầu thì chữ M thì theo quy ước nó sẽ là được sản xuất tại Indonesia. Số khung là một dãy số gồm 17 chữ số và theo quy chuẩn bắt buộc. Ở trên số khung này thì sẽ hiển thị rất nhiều các thông tin. Tuy nhiên đối với người dùng, quan trọng nhất thì các bạn hãy lưu ý cái hai thông tin như tôi vừa nói. Một là cái số hiệu đầu tiên R chắc chắn là xe lắp ráp, M là xe nhập khẩu, không thể lẫn được, không thể thay đổi được. Và cái quan trọng hơn này, ở cái dãy số 17 chữ số này, nếu các bạn muốn nhìn một đời xe, chúng ta hãy đếm, đó chính là ở vị trí thứ 10. Nếu là chữ K, đây chữ K, xe này 100% là xe 2019. Đấy, cái này không thể phù phép được. Còn nếu các bạn đi mua ở thời điểm này, nó vẫn có thể có những cái dòng xe tồn nhập khẩu 2018, vậy thì chúng ta hãy thật lưu ý. Bây giờ tôi sẽ mở qua nội thất một chút để cho các bạn quan sát cái mẫu xe này. Đây nhá, về nhìn từ bên ngoài này thì với cái màu này thì chắc chắn là xe lắp ráp rồi. Chúng ta sẽ được trang bị thêm cả camera lùi luôn và đầu DVD, bản nhập khẩu trước đây không có đâu. Bây giờ tôi vào trong xe. Xe này là trang bị sẵn thêm đầu DVD và camera lùi các bạn nhé. Chìa khóa này thì vẫn là chìa khóa dạng cơ thôi. Đó. Đây. Đấy, đầu DVD. Rồi.
Hiện tại mẫu xe này thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn vui lòng liên hệ với số hotline tôi đã đính kèm miền Nam và miền Bắc để có cái giá tốt nhất và thời điểm nhận xe sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở một ngày không xa. Hãy đến với Toyota Thăng Long chúng tôi để có giá bán tốt nhất và được phục vụ theo đúng tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.